Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hành Nguyễn Hải Dương, là một kênh chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị âm thanh. Trong clip này, Hành Nguyễn trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn là những người đam mê và yêu quý về các dòng loa bãi. Trước mắt quý vị và các bạn, đó là những đôi loa bãi đến từ thương hiệu CAF, là một thương hiệu hết sức nổi tiếng và quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Có rất nhiều bác đang dùng các sản phẩm của CAF. Thứ nhất là nó cho một chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Thứ hai, độ bền tuyệt vời. Thứ ba, nó là sản phẩm chính hãng và có nguồn gốc xuất xứ từ USA. Thì số lượng ngày hôm nay em về được tất cả là 19 đôi loa CAF sử dụng bát 30 gân độ tẩm dầu check kèn titan, một dòng loa rất phù hợp cho các bác hát karaoke và nghe nhạc. Nói về các sản phẩm của CAF, đặc biệt là loa, thì em cung cấp chủ đạo tại thị trường Việt Nam. Hiện tại có rất nhiều các bác đang dùng. Bây giờ em quay về vấn đề chính, đó là giới thiệu những cặp loa full bass 30 đến từ thương hiệu CAF một cách tổng thể, chi tiết cũng như tiết âm để các bác cùng xem và thưởng thức. Đây là những cặp loa có thể nói là có một thiết kế rất là đẹp các nhá. Đến từ thương hiệu CAF, một dòng loa sử dụng bass 30 từ 20,5 gân độ tầm dầu, tép kèn titan, phân dàn rất lớn và nó cho một chất lượng âm thanh tuyệt vời. Về thiết kế phía trước, nó là dòng loa thiết kế đứng. Phía trước là một logo đến từ thương hiệu nổi tiếng CAF và ê căng của những đôi loa này có thể nói là nó tạo lên một điểm nhấn hết sức là đẹp mắt và sang trọng. Đó là có sống lưng ở trước tạo hai bên rất là thanh thoát và bắt mắt. Và thùng của những dòng loa này, nó là thùng thiết kế gần như cân 6 cạnh và thùng rất to. Do vậy thể tích nó rất lớn, tiếng bắt và sâu. Và thùng này là thùng gỗ ép nhiều lớp sơn sần cát. Do vậy là một dòng rất khó làm nhái làm giả quá nhá. Đây, sơn sần cát này rất đẹp. Đây là phía trước của nó, có thể nói rất đẹp đẽ. Ngang hông nó là hỗ trợ các cái giá, cái chỗ để mà xách loa rất phù hợp luôn. Phía sau nó là thông tin rất rõ ràng, đó là CAF Watt 12P, giải tốc hoạt động là từ 50Hz đến 20kg, nội trở 8 ohm, công suất từ 400W đến 800W và có đầy đủ mã vạch. Các bạn nhìn này rất là đẹp. Thì em nhập về nó trong tình trạng nó rất là bội bẩn như này đấy, và còn xước ở cái đầu cạnh này, bởi vì đây là do quá trình vận chuyển. Do vậy bọn em sẽ tháo ra kiểm tra xem mắt còn zin không, phần tần còn đẹp không, check còn hạ còn zin không. Cái thùng này em có thể xử lý lại bằng cách tức là sơn qua một chút cho nó chuẩn, và em nhập những đôi loa này về là nguyên chất bãi nhá. Tại sau khi bọn em đã tân sang xong ấy, thì bác cả nhìn này, cái thùng nó sẽ đẹp như này, nó gần như loa mới này. Đấy, bác nhìn này, nó đẹp chưa? Đây là cái chưa tân sang và cái tân sang thôi. Tức là bọn em chỉ có nhiệm vụ là xử lý lại cái thùng bên ngoài thôi, tức là sơn qua một chút để cho nó sạch sẽ, nó đẹp, nó không bẩn như này. Ngoài chất âm hay thì cái việc mà đẹp phía ngoài là rất quan trọng nhá. Bởi vì những đôi loa này thường là bày trí phòng khách, do vậy là phải đẹp, phải sạch sẽ. Này, em làm xong nó sạch sẽ này rồi. Và em quay về phần nội thất của nó, các bác có thể xem. Đầu tiên là các bác sẽ quan sát em về cái bát. Cái bát này nó sử dụng là từ 20,5 và rất to và lớn. Cái từ thôi nhá, rất to và lớn, từ dày và đẹp. Các bác nhìn này, từ rất to. Và dòng này là dòng bát nhập khẩu từ Italia, tức là hãng CAF đã nhập nguyên bát và check từ Italia. Từ nó từ 20,5, đấy, họng 75, rất to. Và bác có thể nhìn này, cái xương này rất là gấu nhá, rất là gấu này. Đấy, cái xương đúc nhôm, xương đúc bằng nhôm, rất dày và đượm, rất dày và đượm. Bác có thể nhìn cùng em này, rất dày và đượm, màng giấy và trong tình trạng đẹp xuất sắc, không tì vết luôn, đẹp không tì vết luôn bác nhá. Đấy, cái này bát của nó, bát của nó là sụng gân độ tầm dầu 36, màng giấy và ở dưới là phẳng, trên là những vòng tròn đồng tâm. Do vậy dòng loa này chạy không mà nó có tiếng rè,
Nhìn này đẹp chưa? 10 con như một luôn. 10 con như một luôn. Đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây, nó màu vàng, vàng gấy. À, cỏ nó được bôi lớp keo để chống lứt giữa màng và nhện. Bởi vì những dòng loa sức mạnh này. Họng 75 từ 20,5 anh nhá. Từ 20,5 rất là dài. Đấy, và bao nhiêu cái check nó đây. Check nó là check nhập từ Italia và dòng check Senetton. Cho nên tép nó rất sáng mà bay, nó không bị gắt. Phễu bằng nhựa bóng liễng và rất là dày. Đấy, người ta còn tạo ra những cái xương ở đây này, tránh để gãy nhựa này khi vận chuyển. Bóng liễng như gương đèn luôn. Một dòng loa phải nói là đáng để chơi. Và đây cái phần tần của nó này. Phần tần của nó rất là to. Bao nhiêu cái mạch đẹp rồi. Phần tần là CF này. Sử dụng là 4 cái trở nhôm. 4 tụ điện đắt tiền. Đắt tiền với nhá. Và 2 quần cảm. Đặc biệt cái dòng này nó có một cái bộ mạch để chống cháy chép, MOSFET và các điếu xung. Nhưng đặc biệt của CF thì em chưa gặp đôi nào bị cháy chép. Bởi vì cái mạch bảo vệ nó rất tốt. Nhưng mà CF ấy, cái mạch bảo vệ rất tốt nhưng mà không bao giờ làm cho tiếng âm nó tối đi, rất là sáng. Nó khác với V3. V3 là hơi nghẹt, nhưng mà CF thì tiếng nó rất sáng và bay. Đấy, bắt đánh sâu vào lực. Bác nhìn này, một cái phân tần nhỏ nhỏ này để bảo vệ chép. Và bác nhìn phân tần rất là khủng, nằm trên miếng gỗ kìa. Hai của hai con cảm, 4 tụ đắt tiền và 4 điện trở. Là thùng nó gỗ ép nhá, rất là đẹp này. Bông thu âm nó rất là dày, bao kín cả thùng luôn. Rồi. Thấy đẹp chưa? Thùng gỗ ép nhiều lớp. Sơn sần cát. Đây về em sẽ làm sạch sẽ này. Đấy, bạn nhìn đáng đồng tiền chưa? Sau khi em vệ sinh xong nó nguyên là mẹp vào nó sẽ còn nguyên bụi trần như này. Nguyên như này luôn. Vệ sinh xong nó sẽ như lo mới, bạn nhìn chưa? Như đảm bảo bát chiếc là zin mà em không can thiệp. Bát chiếc là không can thiệp. Đấy. Một cái thùng lâu ngày nó dùng nó sẽ bị bẩn và nó sẽ bị bụi. Hoặc là vận chuyển nó xước sát này em có thể là xử lý qua một chút, rất là đẹp. Căng nó đẹp thì gõ nó ra mấy nhá. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 533 410. Em ra Hàn Quốc. Đôi loa này có tỷ giá là 12 triệu, bao ship luôn nhá, 12 triệu. Còn các bác nào mua loa thì bác hãy ủng hộ em một cách chuyển khoản trước em 500 hoặc 1 triệu thì em sẽ giao loa. Khi bác nhận được loa thì các bác có thể là thử âm, tháo kiểm tra thoải mái, cam kết bao zin, bao xịn, bao hay cho các bác nhá. Rất là nhiều loa. Bây giờ em sẽ mời các bác nghe âm của dòng loa này. Bây giờ em mời các bác nghe một bản bát nhá. Chống rất là lực luôn. Rất là căng luôn. Sâu. Em đánh trực tiếp từ củ đẩy ra thôi. Là mời các bác nghe bản có lời. Tức là cái bát này rất là sâu và mạnh, mềm. Lời rất là sáng và bay luôn nhé. Có thể nghe đoạn lời nó rất là hay luôn. Rất là bay. Nó quá hay luôn cái đôi loa này các bạn. Giá chỉ có 12 triệu nhé. Hợp lý luôn. Đừng nói.
đã đi chung trên con đường sáng giờ. Mình đã xem em nghe trước về mình.